Huấn luyện viên trưởng Lee Jong-jin được tiến cử dẫn dắt tuyển Việt Nam. Lời xin lỗi muộn màng của ông Chu Se và câu hỏi về trách nhiệm của VFF. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và diện mạo mới của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Lee Jong-jin được tiến cử để dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Park Ji-won, cựu trợ lý của ông Park Hang-seo, tiến cử ông Lee Jong-jin làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông Park Ji-won tin rằng ông Lee có hiểu biết, kinh nghiệm và đã chứng tỏ được năng lực với bóng đá Việt Nam. Những yếu tố này sẽ giúp cho ông Lee thêm một lần nữa tạo thành tích đáng nể cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Lee Jong-jin đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện và triển khai chiến thuật dưới thời của ông Park. Ông ấy sẽ là ứng cử viên cho vị trí tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Park Ji-won cho biết. Park Ji-won nằm trong đội ngũ của ban huấn luyện của ông Park Hang-seo khi mới đến Việt Nam. Ông cùng với các tuyển thủ Việt Nam vào chung kết của U23 châu Á 2018, bán kết ASEAN 18, vô địch AFCUP 2018. Sau đó ông Park làm công tác huấn luyện ở một số đội bóng như là Kichi hay là Thể Công Viettel. Huấn luyện viên Lee Jong-jin gắn bó với ông Park Hang-seo trong hơn 5 năm ở Việt Nam. Ông Lee là trợ lý số 1, được coi như là cánh tay phải của ông Park. Ông giúp cho tuyển Việt Nam vô địch AFCUP 2018 và tứ kết ASEAN Cup 2019, đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giành được 2 huy chương vàng SEA Games và đến chung kết của U23 châu Á 2018. Hiện nay thì ông Lee đang là thành viên của Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Đây là ủy ban có nhiệm vụ tìm kiếm và tư vấn chuyên môn cho huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Ông Park Ji-won tin tưởng là sự hiểu biết của ông Lee Jong-jin sẽ mang đến lợi thế khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và tiếp nối được thành công của người đồng nghiệp. Hầu hết các huấn luyện viên từng thành công với một nền bóng đá đều nhận thức rõ về môi trường của đất nước đó và đặc điểm của các cầu thủ. Nếu như một huấn luyện viên từng làm việc với vị huấn luyện viên đạt thành công trước đó tiếp quản vị trí để lại, thì người đó thuận lợi hơn trong việc đặt mục tiêu, ông Bè nói. Huấn luyện viên Lee hiểu bóng đá và môi trường Việt Nam hơn bất cứ ứng viên nào khác. Ngoài ra, ông Bè đánh giá cao chuyên môn của huấn luyện viên Lee Jong-jin. Ông Lee từng có 2 lần tham dự World Cup dưới tư cách tuyển thủ Hàn Quốc. Ông cũng từng làm huấn luyện viên trưởng cho các đội bóng tại K-League. Lời xin lỗi muộn màng của ông Chu Se và câu hỏi về trách nhiệm của VFF. Ngoài lời xin lỗi muộn màng của ông Chu Se, người hâm mộ còn chờ đợi những người có vai vế tại VFF lên tiếng nhận trách nhiệm. Sau trận thua muối mặt của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia với 3 bàn không gỡ ngay trên sân Mỹ Đình tối ngày 26 tháng 3, người hâm mộ đổ dồn sự chỉ trích vào vị huấn luyện viên người Pháp. Có ý kiến thì cho rằng ông Chu Se là người bảo thủ, không chịu lắng nghe và thay đổi về cách sử dụng con người. Đặc biệt là cảnh tượng tuyển thủ Quang Hải ngồi trầm ngâm trên băng ghế dự bị hay đá vào thùng đựng nước khi không có cơ hội vào sân ở cả 2 trận đấu gặp Indo, càng khiến cho nhiều người nhận định rằng có vấn đề trong cách dùng người của ông Chu Se. Không những vậy, thời điểm trận đấu đang diễn ra ở trên khán đài, các cổ động viên liên tục căng băng rôn và đòi ông Chu Se phải từ chức. Thế nhưng ông cũng có ý kiến cho rằng cần phải thông cảm cho ông Chu Se bởi cách ông sử dụng người với nhiều cầu thủ trẻ. Điều này sẽ tạo nền móng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, đối thủ Indonesia với đội hình dày dặn kinh nghiệm và chính sách nhập tịch cầu thủ đã ồ ạt mang lại được trái ngọt. Sẽ còn rất nhiều tranh cãi về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam của ông Chu Se hơn một năm qua, dù giữa ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng. Ngay cả khi vị huấn luyện viên này đã tạm biệt Việt Nam và trở về quê hương, mọi sự quan tâm thì vẫn hướng về ông Chu Se. Tối ngày 3 tháng 4, khi đã có mặt tại Pháp, Chu Se đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân nhưng để ở chế độ chỉ dành cho bạn bè. Cựu huấn luyện viên của tuyển Việt Nam Chu Se viết: "Trong suốt hành trình vừa qua, tôi cảm thấy nặng lòng khi thừa nhận những kết quả thất vọng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi chịu trách nhiệm về những kết quả này và tôi chấp nhận trách nhiệm của mình đối với tất cả mọi người. Có lẽ những lời của ông Chu Se không thể xóa đi hết được nỗi buồn, sự thất vọng của người hâm mộ về những kết quả trong khoảng thời gian dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đặc biệt, tất cả đều khó nuốt trôi được trận thua 0-3 trước đại kình địch Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình sau 20 năm. Cũng có ý kiến cho rằng những lời xin lỗi dù có muộn màng của ông Chu Se nhưng cũng phần nào đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tình cảm của ông dành cho bóng đá Việt Nam." Thế nhưng đó mới chỉ là lời xin lỗi của ông Chu Se, một người đã chia tay tuyển Việt Nam, vẫn biết là thành tích của một đội bóng đạt được phụ thuộc vào ban huấn luyện trực tiếp là huấn luyện viên trưởng. Nhưng ở đó cũng cần phải nhắc đến trách nhiệm của VFF, xa hơn nữa là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngay sau trận thua Indonesia tối ngày 26 tháng 3, trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, cả VFF và ông Chu Se đã phải chấm dứt hợp đồng. Trong đêm hôm ấy, VFF chỉ kịp đưa ra một thông báo chí thông qua việc hai bên cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và kèm theo lời xin lỗi vội vàng gửi đến người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cũng từ đó cho đến ngày hôm nay, chưa thấy một vị quan chức nào của VFF lên tiếng xin lỗi hay là nhận trách nhiệm sau thất bại tủi hổ của tuyển Việt Nam trước Indonesia.
Với chuỗi thành tích bết bát của tuyển Việt Nam vừa qua, cùng với bản hợp đồng thất bại với ông Chu Xie, người hâm mộ cần phải nhiều hơn một câu xin lỗi được đính kèm trong thông báo chấm dứt hợp đồng với ông Chu Xie của VFF. Đó không chỉ là sự tôn trọng người hâm mộ, mà nó còn là việc thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu nền bóng đá nước nhà. Vẫn biết là khi chia tay huấn luyện viên này thì sẽ có người khác thay thế, nhưng cũng cần phải nhìn nhận và đánh giá lại tổng thể khâu lựa chọn huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam của VFF. Mỗi khi lựa chọn người ngồi ghế nóng cần phải cân đo, đong đếm thật kỹ càng và thậm chí cần phải có một người đứng ra nhận trách nhiệm nếu như những bản hợp đồng được coi là thất bại, chứ không phải là một lời xin lỗi suông được đính kèm. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn và diện mạo mới cho U23 Việt Nam. Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn ông Hoàng Anh Tuấn làm người dẫn dắt đội U23 Việt Nam nhận được sự ủng hộ của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Nhà cầm quân sinh năm 1968 là người dẫn mát tay với các cấp độ trẻ, trong đó chiến tích đưa U19 Việt Nam giành vé dự thứ tư tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, qua đó giành tấm vé lọt vào U20 World Cup vào năm 2017 được xem như là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Bản danh sách của thầy Tuấn. Bản danh sách 28 người được triệu tập lên đội U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 phần lớn là những người đã gắn bó cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn qua nhiều cấp độ bóng đá trẻ. Trong đó có những gương mặt trụ cột đã cùng với U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan và tham dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. So với bản danh sách trước đây được người tiền nhiệm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là ông Philippe Chaussier lựa chọn, có 5 sự thay đổi về mặt nhân sự, trong đó sự vắng mặt của hậu vệ trái Võ Minh Trọng và trung phong Nguyễn Văn Tùng được chú ý. Võ Minh Trọng được xem như là trò cưng của huấn luyện viên Chaussier và thậm chí đã có suất đá chính ở đội tuyển quốc gia. Còn Văn Tùng thì được đánh giá là trung phong có năng lực hàng đầu tại lứa U23 sau những gì đã thể hiện tại SEA Games 32. Nguyên nhân Minh Trọng vắng mặt là do anh mới dính chấn thương, trong khi Văn Tùng thì không phải là mẫu tiền đạo được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ưa thích bằng những người có thể chơi đa năng như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Nguyên Hoàng. Không khó để chọn lựa ra những gương mặt cốt cán sẽ tạo nên bộ khung của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong khung gỗ thì Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Văn Việt sẽ có cuộc cạnh tranh để giành suất bắt chính. Văn Việt đang có lợi thế khi anh thường xuyên được ra sân tại V-League trong màu áo Sông Lam Nghệ An và cũng từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Hai trong số ba cái tên sẽ được lựa chọn ở vị trí trung vệ, nhiều khả năng là Phan Tuấn Tài và Lương Duy Cương. Đây đều là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm trong thành phần U23 Việt Nam, từng thi đấu ở nhiều giải đấu trẻ và có độ cứng cáp hơn so với những đồng đội. Vị trí còn lại trong hệ thống 5 trung vệ được cuộc cạnh tranh giữa những cái tên như là Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Trọng Thắng và Nguyễn Mạnh Hưng. Thái Sơn, tiền vệ rất được ông Chu Xie trọng dụng trong suốt thời gian vừa qua của đội tuyển Việt Nam, được xem như là hạt nhân của tuyến giữa. Người chơi bên cạnh anh có thể là Minh Khoa, Đức Phú hoặc Văn Trường, tùy vào từng đối thủ cũng như là chiến thuật mà thầy Tuấn lựa chọn. Đây đều là các cầu thủ trẻ có kỹ năng tốt, tuy nhiên chưa thể đòi hỏi được là họ có được kinh nghiệm thi đấu phong phú như là Thái Sơn. Sự vắng mặt của Minh Trọng đồng nghĩa với việc Khuất Văn Khang nhiều khả năng sẽ đảm nhận hành lang cánh trái, trong khi bên cánh phải sẽ là cuộc cạnh tranh thú vị giữa Hồ Văn Cường và Nguyễn Hồng Phúc. Văn Cường thì sở hữu tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công tốt, trong khi Hồng Phúc có thể hình lý tưởng và khả năng phòng ngự vô cùng khó chịu. Bài toán cho hàng tấn công. Theo như bản danh sách được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lựa chọn, không khó để chọn ra hàng công tốt nhất mà U23 Việt Nam có thể sử dụng. Đình Bắc, người đã tạo ra mẫu rất nhiều tích cực trong khi được ông Chu Xie đưa lên đội tuyển Việt Nam, tất nhiên là cái tên chắc suất nhất. Cầu thủ trẻ của Cảng Nam nhiều khả năng sẽ được thi đấu lệch trái đúng với sở trường để tận dụng điểm mạnh nhất của anh, đó là cầm bóng đột phá để tạo đột biến. Võ Nguyên Hoàng thì với thể hình lý tưởng, anh được xem như là lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung phong. Ở biên phải thì Nguyễn Thanh Nhàn được đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ và năng nổ. Xét về lý thuyết, đây là bộ ba tấn công tốt nhất của U23 Việt Nam thời điểm này. Tùy theo thế trận và đối thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể tạo ra bất ngờ bằng những phương án khác. Sự đa năng của các tuyển thủ giúp cho nhà cầm quân người Khánh Hòa có nhiều lựa chọn, ví dụ như là đẩy Văn Khang hay Văn Trường lên chơi như những cầu thủ tấn công. Mặc dù có sự phong phú về lựa chọn nhân sự, vấn đề được đặt ra với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là sự tối ưu hiệu quả của hàng công. Trong nhiều năm gần đây, sự ổn định của các cầu thủ tấn công luôn là bài toán lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Việc V-League tràn ngập các tiền đạo ngoại được xem như là nguyên nhân dẫn đến việc các chân sút trẻ ít được tạo cơ hội ra sân và phát triển đúng với kỳ vọng. Họ có thể chơi như những giải trẻ nhưng sau đó thui chột dần thay vì trở thành những ngôi sao có thể gánh vác trọng trách lớn hơn. Như Mạnh Dũng hay Nguyễn Văn Tùng là những ví dụ gần nhất. Điều này cũng gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tấn công của đội tuyển Việt Nam ở cuối nhiệm kỳ thầy Park và suốt cả thời gian ông Chu Xie nắm quyền. Đặc biệt là khi một loạt gương mặt trụ cột như là Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn mất phong độ. Ông Hoàng Anh Tuấn thì là người rất giỏi làm việc với các cầu thủ trẻ. Do vậy mà người hâm mộ không chỉ chờ đợi kết quả tốt của cả tập thể U23 Việt Nam mà còn mong muốn cả thầy Tuấn truyền được sự tự tin cũng như là bản lĩnh cho các học trò, đặc biệt với các tài năng trẻ trên hàng công cũng như là Đình Bắc, Thanh Nhàn, Nguyên Hoàng. Sự tiến bộ của họ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có nguồn bổ sung lực lượng chất lượng.
Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đá trận đấu ra quân gặp Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Sau đó thì Việt Nam lần lượt gặp U23 Malaysia ngày 20 tháng 4 và gặp Uzbekistan ngày 23 tháng 4.